Văn Hậu quen thói đá xấu, hiểm họa trực chờ tuyển Việt Nam. Đoàn Văn Hậu có thể gây bất lợi cho đội tuyển Việt Nam nếu vẫn còn những động tác thừa vì thói quen dùng tiểu xảo. Chiến thắng 3-0 của đội tuyển Việt Nam trước Malaysia có không ít hạt sạn. Đội bóng của huấn luyện viên Park Hang-seo có nhiều thời điểm bế tắc, bối rối trước áp lực và phạm lỗi không đáng có. Bên cạnh hai pha vào bóng dẫn đến thẻ đỏ của Văn Toàn, Văn Hậu cũng để lại hình ảnh xấu với những pha vào bóng quyết liệt, thậm chí là thô bạo. Tình huống đầu tiên diễn ra ở phút thứ 16, đội tuyển Malaysia đã chuyền vượt tuyến để Azam Azmi băng xuống đối mặt với Văn Lâm, nhưng thay vì che chắn, Văn Hậu dùng vai huých thẳng vào đối thủ khiến Azmi nằm trên sân đau đớn. Đây là pha va chạm không cần thiết bởi Văn Lâm đã băng ra kịp thời, còn Azmi thất thế hoàn toàn ở pha tranh chấp. Nhưng thay vì che chắn đơn giản, Văn Hậu lại va chạm rất mạnh với đối thủ. Ở tình huống cuối hiệp 1, Văn Hậu lại chơi tiểu xảo với Sarun Nazim, số 5 của đội tuyển Việt Nam vung tay lên ngang mặt cầu thủ đối phương. Nếu hậu vệ Malaysia quái hơn, không dừng lại né đòn mà để cánh tay Văn Hậu chạm vào mặt, nguy cơ đội tuyển Việt Nam mất thêm người là rất rõ ràng. Có nhiều ý kiến cho rằng bóng đá là phải có tranh chấp, cầu thủ cần sự quyết liệt và cả những tiểu xảo tinh quái, nhất là trong những trận cầu đình. Ngay cả huấn luyện viên Park Hang-seo cũng nói, cầu thủ đá bóng thì tranh chấp sẽ luôn xảy ra, họ tranh chấp vì họ muốn giành chiến thắng. Ai phạm luật sẽ nhận hình phạt, bóng đá có luật lệ rõ ràng. Tuy nhiên, những cú vung tay của Đoàn Văn Hậu lại là sự quyết liệt trên mức cần thiết, đôi khi không đáng có và đặt đội nhà vào nguy cơ bất lợi. Tiểu xảo nói cho cùng cũng chẳng phải thứ đáng được hoan nghênh và cổ suý. Cũng khó có thể nói Văn Hậu tinh quái để gài bẫy đối thủ khi mà những tình huống như vậy xuất hiện rất nhiều lần như một thói quen. Dường như cầu thủ sinh năm 1999 ngày càng lạm dụng những cú vung tay, giật trỏ, đó đều là những tình huống hậu vệ sinh năm 1999 có thể xử lý đơn giản hơn thay vì tranh chấp rất mạnh với đối thủ như pha kê vai vào mặt Azam Azmi hay không vung tay vào mặt Sarun Nazim. Nếu trọng tài nghiêm khắc hay nếu có VAR, đội tuyển Việt Nam rất có thể chịu bất lợi trong quân số với tấm thẻ đỏ. Bởi nên nhớ, dù luật quy định rõ ràng nhưng quan điểm của các trọng tài về tính chất bạo lực đôi khi không giống nhau và rút thẻ hay không có khi phụ thuộc vào nhìn nhận, đánh giá và cả góc quan sát cá nhân. Trọng tài này bỏ qua nhưng trọng tài khác thì chưa chắc. Ở V-Language, trọng tài có thể nương tay cho Văn Hậu nhưng tại sân chơi quốc tế, những cánh tay vung lên thừa thãi thường bị trừng phạt. Bình luận viên Ngô Quang Tùng đã có những đánh giá như sau. Tôi cho rằng những chi tiết liên quan đến Văn Hậu sẽ rất bất lợi trong bóng đá đỉnh cao và điều kiện bóng đá hiện đại. Nếu AFF Cup có VAR thì mọi chuyện phức tạp hơn, nhưng đây là thói quen mà không chỉ Văn Hậu mà một vài người khác cũng mắc, đặc biệt là cầu thủ phòng ngự. Động tác thừa chúng ta vẫn còn, đây là điều cần phải bỏ. Chơi bóng bằng sự khôn ngoan và bản lĩnh sẽ không còn nhiều không gian để chơi bóng với những động tác thừa như vậy nữa. Nguy cơ rủi ro mà đội bóng hay cá nhân phải nhận là rất cao, nên loại bỏ điều này trong cách chơi và ứng xử của các tuyển thủ. Một ngày nào đó, đến AFF Cup cũng sẽ có thể có VAR. Các cầu thủ cũng rất tinh quái, hôm nay không có VAR thì họ chơi như vậy, nhưng nếu thành thói quen và phản xạ thì khó sửa, không dễ để sửa các động tác. Ở vòng loại World Cup năm 2022, những cánh tay thừa của Duy Mạnh và Tấn Tài từng khiến đội tuyển Việt Nam bị thổi phạt đền ở trận đấu với Oman. Thói quen chơi bóng không dễ thay đổi, nhưng nếu không nghiêm khắc chỉnh sửa trong những tình huống đơn giản nhất, cầu thủ rất dễ làm khó mình, làm khó đồng đội với những tấm thẻ không đáng. Trước khi phạm lỗi, cần tư duy có cần vung tay hay chơi bạo lực hay không, ở vị trí hay pha bóng có bắt buộc phải thừa chân thừa tay hay không, quyết tâm chiến thắng và tinh thần thi đấu cần được chuyển hóa thành những động tác mang lại giá trị cho tập thể thay vì hành động kiểu bản năng. Trận gặp đội tuyển Malaysia là bài học dành cho Văn Hậu, cần giữ cái đầu lạnh và bỏ thói quen này nếu không muốn trả giá đắt bằng những tấm thẻ.